Xin mời quý vị đã đến với kênh Rúi Rua Liên Viên Cuộc Sống Liên Viên Channel. Hôm nay thì Thủy xin gửi đến quý vị một vài thiện ý về vấn đề an toàn. Thứ nhất, đó là cái túi khẩn cấp. Cái túi khẩn cấp này gọi là First Aid Kit thì nên luôn luôn có ở trong xe của mình, tại vì khi mà nhất là mình có trẻ con chúng bị đứt tay, trầy xước, chảy máu thì mình có băng để mà mình băng bó lại cho chúng. Cái túi cứu thương khẩn cấp này quý vị có thể tự mình thiết kế, mua một cái túi rồi mua những cái băng keo, những cái compress, những cái gauze như thế này, quý vị bỏ vô. Còn không thì quý vị có thể mua bán sẵn ở trong tiệm. Cái này thì Thủy mua sẵn ở trong tiệm. Những cái này là những cái túi mà cứu thương khẩn cấp rất là cần thiết. Nó không có quan trọng nhưng mà nó có thể làm sạch vết thương, cầm máu trong khi chờ đợi tiết cứu. Cái túi này thì quý vị đi gần hay đi xa gì quý vị cũng rất là cần. Ngoài ra khi mà quý vị đi xa, nhất là trong mùa đông, thì quý vị cần thêm những món như sau. Cái này là hydrogen peroxide để mà rửa vết thương, thì nó đi chung với lại cái mà cứu thương khẩn cấp này. Khi mà quý vị đi đường xa như là đi nghỉ hè, nhất là trong mùa đông của Canada rất là lạnh, thì cái điều cần thiết trước hết là quý vị phải có một cái khăn, một cái mền, một cái đôi bao tay và một cái đôi vớ khô. Trường hợp tay chân quý vị bị ướt lạnh, nhất là mùa đông khi mà trời lạnh dễ bị đông đá lắm. Thêm vào đó, quý vị cần có một cái dao nhỏ để mà mình có cần cắt cái này cái kia trong trường hợp khẩn cấp, một cái kéo, một cái hộp dù cù la. Cái này là cũng cần đấy, tại vì khi mà mình bị nóng lạnh hay là bị đau bụng thì mình cũng có sức để mà kéo dài thời gian đặng chờ tiếp cứu. Một cái viên quẹt. Cái viên quẹt này rất là quan trọng, nó đi với cái đàn cày này. Cái đàn cày này nó nhỏ như thế này, nhưng mà khi xe quý vị bị hư, tắt máy trong mùa đông, nó có thể giúp quý vị sưởi ấm cái xe. Với cái diện tích nhỏ của cái xe, nó có thể giúp sưởi ấm cho quý vị không có bị đông đá. Nhưng mà khi quý vị đốt nó lên, quý vị nên nhớ quay kiếng xuống một chút xíu cho có không khí sạch đi vào, đặng mà cái chất carbonic nó không có làm cho quý vị bị nhiễm độc hay là hôn mê. Thủy có nguyên một hộp đàn cày, chỉ khi nào Thủy đi xa Thủy mới đem theo thôi, chứ còn đi làm hay đi chợ trong vòng một tiếng đồng hồ thì không cần thiết đâu. Tại vì trên đường đi cũng có nhà cửa, cũng có nhiều người đi tới đi lui. Chỉ khi nào mình đi những cái vùng xa không có xe cộ nhiều thì mình mới cần những cái thứ này. Kế đến là một cái đèn pin. Cái đèn pin LED này nó không có chạy bằng pin, mà nó chạy bằng cách mình quay bằng tay. Khi mà quý vị cần đèn, quý vị cứ quay trong vòng một phút thì là đủ cho những cái đèn LED này nó sáng lên. Cái quan trọng nữa khi quý vị đi xa là cái radio. Cái radio này bình thường thì để ở chỗ ánh sáng mặt trời hay là chỗ cửa sổ thì nó sẽ charge để mà nghe được cái mà AM radio.
Nhưng nếu mà không có ánh sáng mặt trời, quý vị có thể quay với bàn tay. Cho nên nếu quý vị đi xa mà trường hợp ở những cái vùng vắng vẻ không có người đi tới đi lui mà xe bị hư, quý vị cần biết tin tức thì quý vị có cái radio này. Mà một điều rất là tốt nữa là cái radio này nó có thể chạc cái cell phone của quý vị. Quý vị cứ quay như thế này thì nó sẽ có điện để chạc vào cái cell phone của quý vị. Trường hợp quý vị bị hư xe đến vài ngày mà cell phone không có chạc được, cái này thì Thủy không có đem lên xe đi mỗi lần, chỉ khi nào đi xa mà thôi. Tại vì khi quý vị đi xa mà đi vào, đi lạc vào những vùng không có dân cư thì quý vị rất cần. Bình thường Thủy để ở nhà, tại vì hơn 10 năm trước Canada có một trận bão tuyết và mưa đá làm gãy hết những cái trụ điện cao thế từ Ontario qua bên Quebec. Nhà Thủy không có điện đến 2 tuần. Thì cái radio này nó sẽ giúp Thủy charge cell phone để mà gọi ra cấp cứu, như là cần thức ăn, cần xăng để chạy máy phát điện. Máy phát điện thì có đó, nhưng mà chỉ chạy giới hạn cho bơm nước lên mà thôi, tại vì nhà Thủy xài nước giếng. Về sưởi thì nhà Thủy có cái lò sưởi đốt bằng củi, cho nên Thủy cũng nấu nướng bằng cái lò củi đó. Nhưng mà nếu không có cái radio này để charge battery, 2 tuần không có điện thì không có cái cell phone nào mà nó gọi ra được hết. Cho nên rất là cần thiết. Tại vì Thủy ở ngoài xa cho nên những cái điều nhỏ nhặt này thì Thủy đều có hết. Và khi mà quý vị đi du lịch xa, ngay cả không phải là mùa đông, nhưng mà đi xa vào những cái vùng mà mình chưa biết, mình có thể bị đi lạc. Cho nên cái radio và cái charger for cái cell phone bằng cái radio này rất là cần thiết đó quý vị. Sau cùng là cái búa. Quý vị sẽ hỏi cái búa này để làm gì? Xin thưa, cái búa này bình thường mình thấy không cần thiết, nhưng nếu quý vị gặp tai nạn, lạc tay lái, xe rớt xuống mương, xuống sông, xuống hồ, xe bị ngập nước, khi xe xuống nước, áp suất của nước sẽ làm cho cái cánh cửa bị dính chặt lại, quý vị không có thể nào mở tung ra từ phía bên trong được hết. Nếu quý vị không mở cửa được thì nước từ từ sẽ vô đầy xe và quý vị sẽ bị chết ngọt. Cái búa này để quý vị dùng đặt vào kính xe cho bể kiến, đặng quý vị có thể mở cửa thoát ra. Cái búa này Thủy cột vào cái sợi dây, và cái sợi dây này Thủy cột vào trong cái chân ghế của người lái xe, cũng như những cái túi cứu thương Thủy để ở dưới cái ghế xe của người lái xe. Tại vì ở nơi đó người lái xe có thể đưa tay ra chụp được tất cả mọi thứ. Cái búa này cũng vậy, cái túi cứu thương và cái búa luôn luôn ở trên xe. Thủy chưa bao giờ phải xài tới, nhưng mà có ở trên xe để khi mà mình cần. Có thể cả một cái cuộc đời của mình không có xài tới, nhưng mà nếu lúc mình cần mà không có thì rất là đáng tiếc. Còn đây là những viên kẹo, cái này là mấy bộ candy. Những cái viên kẹo này khi đói sẽ giúp cho quý vị có năng lượng để kéo dài sự sống mà chờ tiếp cứu. Mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ cần, tại vì khi mình đi chơi là mình cũng có những cái món ăn mình đem theo rồi. Nhưng nếu mình không có thì đây là những cái món ăn mà khẩn cấp để mình sử dụng lúc mình cần.
Hôm nay thì Thủy xin gửi đến quý vị một ít chi tiết về vấn đề an toàn cho mình và cho gia đình. Thủy hy vọng là quý vị thích những cái video của Thủy. Nếu quý vị thích, xin ủng hộ để Thủy có năng lượng làm tiếp những cái video khác. Cảm ơn quý vị. Kính chào quý vị. Bye bye.